Nhà đất Tân Ninh TV xin thân ái gửi lời chào đến cô chú anh chị ha. Hôm nay sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị mình một căn nhà đất rất là đẹp, giá rẻ đầu tư của chú anh chị ha. Hiện tại nhà đất mình được tọa lạc khu phố Lộc Phước, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng. Thì tổng diện tích đất của mình là 1.005,9 mét vuông của chú anh chị ha. Có thổ cư là 400 mét vuông. Đó, thổ cư rất là nhiều ha. Rồi chiều ngang là 11,79 m. Hậu mình dài là 90 mét của chú chị ha, một cạnh 90 và một cạnh 71. Đá chữ L ra là 39 mét, nở hậu 20 mét của chú chị ha. 20 mét 68, tính 20 mét đi, 2 mét 20 mét rưỡi. Thì nhà đất mình quay mặt về hướng chánh bắc của chú chị. Rồi, trước mặt màn hình mình đây là mình sẽ ra chợ Lộc Hưng, ủy ban, trường học, đầy đủ tiện ích luôn. Đó, thì khoảng 2 cây số hơn xíu thì tầm cỡ 7 đến 10 phút chạy xe máy của chú chị ha. Đó, hiện trạng mình là đường này đường nhựa lớn thông. Đó, khu dân cư là rất là đông đúc luôn. Đó, thích hợp của chú chị mình mua ở hoặc là đầu tư kinh doanh làm vấn đề gì cũng được. Đó, diện tích mình rất là lớn của chú chị ha. Hệ phóng của chú chị mình xem. Và ngược lại hướng này mình sẽ về Củ Chi của chú chị ha. Mình về Củ Chi, Bình Dương, đó, nhân dân, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, nhà đất mình từ mí này mình sẽ kéo ngang qua là 11m79 của chú chị ha. Có 11m79 mét ngang. Rồi bây giờ mình sẽ mời cô chú anh chị mình vô xem chi tiết ha. Thì hiện tại nhà đất mình nó thấp hơn đường xíu, để nhà cắt lâu, cắt trước rồi, đường làm sao. Ở trước sân mình sân rất là rộng rãi luôn. Mình có này che nhà mát ra đám tiệc hay là mở quán cà phê kinh doanh buôn bán rất là ok ha. Nhà mình nhà tường xây chữ L được dán gạch rất là sạch sẽ, là khang trang của chú chị ha. Rồi mình sẽ qua bên hông đây mình xem chi tiết ha. Đó, mình quay qua đường rất là sáng sủa. Đất mình nhà đất mình quay mặt về hướng bắc. Thì bên hông đây chủ chừa ra khoảng 1 mét mấy ra 2 mét của chú chị ha. Đó, thông tới dưới luôn. Rồi qua cánh gà bên đây cũng vậy luôn, cũng có một đường thông từ trên xuống dưới ha. Đó, để phóng lên của chú anh chị mình xem ha. Đó, hậu mình rất là dài, hậu dài đến 90 mét. Rồi bây giờ em sẽ mời cô chú anh chị mình vô tham khảo sơ chi tiết ha. Nhà đã đáng dán gạch rất là sạch sẽ rồi, cũng kiên cố rồi. Rồi hiện trạng là phòng khách thì nhà mình được có một phòng khách và 3 phòng ngủ của chú anh chị ha. Mình cũng không vô xem gì thì cô chú anh chị mình quan tâm thì lên xem trực tiếp ha. Mình review không có thời gian cho nên mình quay nhanh thôi. Ở đây nhà dưới nhà của mình đó, thì cũng không có gì, thì quan trọng là cái diện tích đất rất là lớn, được 400 thổ cư. Đất mình tọa lạc khu phố Lộc Phước, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng của chú chị ha. Mình ra phía sau, ở phía sau cái hậu mình đất mình rất là dài, đá chữ L rất là đẹp, rất là lớn luôn. Đất sạch sẽ không màu mỡ của chú chị ha. Đó, đó, mí rào đó mình sẽ đá qua đó, từ mí rào bên đây mình kéo ngang qua đá chữ L. Ở phía sau thì chủ lập vườn là trồng chanh, nói chung là trồng cây rồi, giờ nói chung là lâu quá là bỏ. Đất gò cao ráo rất đẹp của chú chị ha.
Hiện tại phía sau mình đất là phủ hồng hết luôn, đất hết đất của chú chị. Đây mình chuyển mục đích đất ở được hết. Thì hiện tại cái hậu đất mình dày thăm thẳm vừa trôi luôn tới cái cây lúc ở dưới luôn của chú chị. Đây là miếng hàng rào của mình nè. Đó, cái hậu mình lúc đi đó luôn. Thì chủ đã cũng có cắm rào dây quanh đất rồi bao tranh chấp của chú chị ha, nên là diện tích lớn quá mình không có đi tới dưới được. Mình quay sơ nét cho cô chú chị mình thêm tham khảo ha. Rồi em sẽ cập nhật lại cô chú chị ha. Nhà đất mình tọa lạc khu phố Lộc Phước, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng. Tổng diện tích đất của mình là 1.005,9 m², là có đất ở đô thị là 400 m², có chiều ngang là 11,79, hậu dài 90 và một cạnh 71. Đá chữ L ra là 39, nở hậu 20,68 của chúng chị ha. Nhà mình quay hướng Bắc, thì từ vị trí nhà đất của mình sẽ cách ủy ban, chợ, trường học là khoảng 7 phút chạy xe của chú chị ha. Thì mình sẽ cách chợ chiều Trảng Bàng là 6 km, cách bến xe Củ Chi là 19 km, cách bến xe An Sương là 40 km, cách thành phố Tây Ninh là 50 km, cách cảng Hương Thuận là 9 km của chú chị ha. Thì mình sẽ cách bến cát thị xã Bình Dương là 40 km. Thì giá của chủ mong muốn là 4 tỷ đó, cho hết cái thửa đất của này đó. Cô chú anh chị mình thiện chí thương lượng nhẹ cô chú anh chị ha. Thì lô đất này cũng quá rẻ đâu mềm, thì khu vực này cũng là rất là tiềm năng đó, gần Củ Chi, gần trường học rồi chợ búa các kiểu đó.